Thưa quý vị, theo thống kê, số người Việt Nam mắc bệnh đại tràng mãn tính đã lên tới 4 triệu người. Mặc dù có rất nhiều loại thuốc đặc trị, nhưng hầu hết người bệnh đại tràng không thể xử lý dứt điểm, liên tục tái phát bệnh. Các nhà khoa học Nhật Bản đã dày công nghiên cứu và phát minh ra công nghệ mới đột phá có tên gọi SMC, giúp người bệnh viêm đại tràng mãn tính có cơ hội khỏi hẳn bệnh. SMC, viết tắt của Seamless Microcapsule, là công nghệ tạo ra các viên nang thế hệ mới hình cầu, liền mạch, không vết nối, có màng bọc kép kháng axit dạ dày, giúp bao bọc, bảo vệ lợi khuẩn, nhất là các vi khuẩn có lợi cho người bệnh viêm đại tràng. Cân bằng lợi khuẩn cũng là điều quan trọng mà các bác sĩ lưu ý với người viêm đại tràng mãn tính. Một trong những cái điều trị có thể nói là điều trị triệu chứng nhưng cũng có cái hiệu quả rất là tốt đối với tình trạng viêm loét đại tràng, đó chính là chúng ta phải bổ sung các cái lợi khuẩn. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là tại sao phải bổ sung các lợi khuẩn, vì bản chất cái người bị viêm loét đại tràng hay bị mất cân bằng cái vi sinh ở trong đường ruột, các cái vi khuẩn có lợi ở trong đường ruột bị giảm đi do là chúng ta lạm dụng kháng sinh, do là những cái rối loạn ở trong cái bệnh lý làm cho các cái lợi khuẩn bị ít đi và mất cân đối. Đồng thời khi nào mà lợi khuẩn bị thấp đi thì chắc chắn là các vi khuẩn không có lợi, trong đó có cả các ký sinh trùng sẽ trỗi dậy và khiến cho cái tình trạng viêm loét đại tràng càng lâu hồi phục. Thường thường thì khi chúng ta bổ sung các lợi khuẩn, chúng ta phải lựa chọn cái chủng lợi khuẩn tốt thì hiệu quả mới cao. Khi mà chúng ta chọn các chủng lợi khuẩn thì thông thường người ta có khá nhiều các cái nghiên cứu khoa học chứng minh rằng nếu mà chúng ta sử dụng Bifidobacterium và chúng ta sử dụng Lactobacillus sẽ là những cái chủng vi sinh có lợi cho cái việc điều trị viêm loét đại tràng. Về mặt cơ chế thì các chủng này sẽ có những cái cơ chế chính tác động khiến cho viêm loét đại tràng sẽ hiệu quả hơn. Đầu tiên đó chính là các cái vi khuẩn này là các vi khuẩn có lợi, nó sẽ tạo ra một cái lớp màng nhầy bảo vệ trên toàn bộ niêm mạc ở đại tràng. Như vậy thì sẽ giúp cho là đại tràng không bị tấn công bởi các cái yếu tố gây hại trong bản thân cái lòng đại tràng. Phần thứ hai thì sẽ hỗ trợ cho cái việc là làm thành lành vết thương. Việc hỗ trợ làm lành vết thương thì nó thông qua một cái cơ chế là chống cái việc thẩm lậu các cái vi khuẩn không có lợi thông qua cái màng niêm mạc của đại tràng. Bên cạnh đó thì Bifidobacterium còn hỗ trợ cho việc tạo lại cái cân bằng vi sinh ở trong đường ruột, do đó thì sẽ tạo ra nhiều kháng thể để bảo vệ cho cơ thể. Đồng thời thì Bifidobacterium còn làm một việc nữa, đó chính là nó hỗ trợ cho cái tiêu hóa, đồng thời thì hỗ trợ cho cái việc tạo ra các cái enzyme để tiêu hóa các thực phẩm còn đến được ở đại tràng một cách hiệu quả hơn, đồng thời thì hỗ trợ cho cái quá trình thải độc và bảo vệ tế bào. Và đây chính là cái cơ chế hỗ trợ cho việc điều trị viêm loét đại tràng được nhanh chóng, thành công và đảm bảo được cái quá trình điều trị của chúng ta nó đạt được cái hiệu quả mong muốn. Tin vui cho người viêm đại tràng mãn tính là các nhà sáng chế của hãng dược phẩm nổi tiếng, uy tín lâu đời Morishita Chintan, 127 năm tuổi, đã cho ra đời sản phẩm men vi sinh Bifina Nhật Bản. Sản phẩm sử dụng công nghệ SMC tạo ra các viên nang thế hệ mới, hình cầu, liền mạch, không vết nối, có màng bọc kép kháng axit dạ dày, giúp bao bọc, bảo vệ lợi khuẩn Bifido sống sót qua được axit dạ dày vào sâu tận ruột non và đại tràng, đạt tỷ lệ rất cao, tới 90%, nên thực sự giúp được cho người bệnh. Tôi bị viêm đại tràng đây hơn 10 năm rồi, nhờ mà uống nhiều thuốc mà không có hiệu quả. Nay tôi được người bạn giới thiệu thuốc men vi sinh Bifina này của Nhật Bản. Này tôi uống rất là, tôi đỡ rất nhiều, không còn đau bụng và không còn nôn ói như lúc trước nữa. Đối với người viêm đại tràng, ngoài việc dùng men vi sinh Bifina theo đúng hướng dẫn sử dụng, người bệnh còn tuân thủ chế độ ăn uống đúng cách để đảm bảo dinh dưỡng, giúp nhanh khỏi bệnh. Kết hợp sử dụng men vi sinh Bifina và ăn uống đúng cách, nhiều người bệnh viêm đại tràng, rối loạn tiêu hóa đã sớm thoát khỏi bệnh. Nhờ công dụng hiệu quả, sản phẩm men vi sinh Bifina luôn đứng vị trí bán chạy số 1 Nhật Bản suốt 22 năm liền, kể từ năm 1996. Đây thực sự là tin vui cho người bệnh viêm đại tràng mãn tính.